Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Như các bạn có thể nhìn thấy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn em Deadpool của bạn ấy anh em, và song song đó thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái head manipulator của em Deadpool này luôn. Ok, thì đây là cái hộp của em Deadpool ha. Đây, rất là đơn giản, nói chung hộp đơn giản nhưng mà nhìn cũng ok, nhìn được ha, được thôi chứ không phải là gọi quá xuất sắc quá đẹp. À, để mình mở ra cho bạn xem. Đây là bên trong của ống phía các bạn, nó chỉ có vậy thôi. Chúng ta sẽ chỉ có dao, kiếm rồi những cái bàn tay thay thế và con mắt thay thế thôi. Đó là lý do tại sao mà bản thứ ba là Manipul đã làm thêm cái phần này. Các bạn có thể nhìn thấy là Deadpool thường thường ngoài kiếm ra thì nó sẽ còn đi theo cả cái phần phụ kiện, đó chính là súng nữa, rất là nhiều loại súng, nhưng mà ở em này không có. Cho nên là trong cái phần head manipul này á, thì ngoài cái head ra, các bạn cũng biết rồi, manipul thường làm là làm sẽ làm head ha, và sẽ kèm thêm súng nữa. Cái chuyện mà các hãng làm không có súng á, thì chắc là bạn nào chơi fix thì chắc là biết rồi. Đó là lý do rất là đơn giản, là tại vì có một bộ luật cấm mà không có để vũ khí súng lên những cái món đồ nữa. Này, cái hét này các bạn như các bạn nhìn thấy không, hét người ha, rất là giống với diễn viên luôn. Cái anh chàng này được hóa trang này nhìn giống ha. Manipul thường làm lúc nào có cái làm cái hét đó rất là giống luôn và rất là đẹp nha các bạn nha. Ok, thì ngoài cái head này ra, các bạn nhìn thấy ở đây là gắn sẵn cái blue stud nè các bạn. Thì Manipul có cho cái phần kết nối cái cổ với cái head nữa. Thì cái này thì dùng cái Manipul thì dùng cái blue, cái này thì dùng cái blue stud thì nó sẽ dính ổn định hơn. Thì cái này thì mình chưa sử dụng ha. Và cho chúng ta cái phần súng. Đây, hai cây súng, hai cái bao súng. Súng Manipul làm cũng khá là ok các bạn. Nhìn đẹp, cũng chi tiết á, nhưng mà nhìn nó vẫn chưa được thật cho lắm. Đó thì cái đó là head Manipul, tí xíu nữa mình sẽ gắn lên rồi mình chụp cho bạn xem. Trong cái con cái em fit này cũng khá là đơn giản, cũng không có gì phức tạp ha các bạn ha. Thì như các bạn nhìn thấy nè, để mình lấy con dao xuống. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ cho bạn qua mấy phần bàn tay ha. Ở đây chúng ta sẽ có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tức là chúng ta sẽ có 8 cái đầu bàn tay thay thế. Đây, có rất là nhiều kiểu ha các bạn ha. Ở trên con phít là chúng ta sẽ có cái tay nắm vũ khí nè, nắm kiếm nè. Thì ở đây tay nắm ha các bạn ha. Rồi tay xòe nè, tay làm hình trái tim nè, tay mở ra co lại nè, tay xòe hết ra nè, tay cầm súng nè, tay để ngón trỏ lên, ngón cái lên nè, tay chỉ nè. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái thanh này thì để như chúng ta nải con mắt ra các bạn. Ở đây thì cho chúng ta ba cặp mắt để chúng ta thay thế ha. Cái biểu cảm thì cái mấy cái này nó hơi nhỏ tí xíu, cho nên khi bạn thay lên thì các bạn mới có thể nhìn thấy một cách rõ rệt được, mắt híp lại rồi mắt mở to ra kiểu như vậy ha. Mình thì mình không thích cái kiểu Bandai làm vậy, tại vì cái này thì nhìn nó có vẻ tiết kiệm các bạn, nhưng mà bị khổ nổi cái thì nó sẽ mỗi lần gắn vào thì nó hơi mệt tí xíu. Cho mẹ luôn cái face hoặc là giống như của Dragon Ball nó, hoặc là cho luôn cái head cho rồi, thế ta đỡ thay đỡ cực các bạn, chỉ cần rút cái đầu ra là được ha. Ở đây thì cái thanh này để mình xem thay đâu ha. Cho cái thanh này, thanh này thì thay dưới chân nè các bạn. Cái thanh này thay dưới chân, khi mà rút con dao ra thì chúng ta sẽ thay chân. Còn cái con dao này nó dính sẵn cứng ngắc ở trên đây luôn, con dao này dính trên chân luôn. Thì khi mà các bạn cầm con dao này trên tay, cầm con dao sẵn này trên tay, thì chúng ta sẽ gắn cái phần vỏ không này lên trên đây. Thì chúng ta sẽ có một bên đây. Phần phụ kiện tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái phần cái vỏ kiếm mà gắn ở sau lưng như thế này các bạn. Thì chúng ta sẽ có cái phần thân, cái chuôi kiếm chúng ta sẽ gắn vô đây.
Thì như các bạn nhìn thấy khi chúng ta rút cây kiếm, chúng ta sẽ được cho hai cây kiếm nè. Hai cây kiếm nhìn cũng khá đẹp ha, nhưng mà có vẻ hơi ngắn tí xíu. Thì hai cây kiếm này khi mà bạn rút ra cầm trên tay thì các bạn lấy hai cái phần chuôi kiếm này xuống. Thì ở cái phần này các bạn thì đã được fit lại ha. Bạn quý bùi đã fit lại nè, tức là gắn ra gắn vô mệt quá, fit cái nam châm, rút ra rút vô gắn vô dễ. Thấy chưa? Và bạn fit luôn cái phần nam châm ở phía ở trong cái phần này. Và gắn cái phần nam châm ở phía sau này ha. Thì khi mà cần thì gắn lên rất là dễ, nó hít vô cái rồi xong. Khỏi cần phải gắn vô khích vô mệt, có nam châm gắn rất là dễ ha. Bạn quý đã gắn cái phần nam châm này lên dính luôn. Thường thì em Deadpool nó sẽ để cái phần bao kiếm này ở trên đây luôn, cho nên là chúng ta sẽ không cần tháo cái phần đó ra. Nó nhìn như thế này. Thì cái phần phụ kiện nó có vậy thôi. Thì tiếp theo mình để mình thay luôn cho bạn cái phần này, cái phần cổ này nè các bạn. Nó cũng hơi khó tháo nha, chứ không phải dễ tháo đâu, nó cứng lắm á. Để tháo cái thằng phần cổ này ra nè, rồi các bạn gắn cái head manifold vô. Nhưng mà để tháo cái phần này ra cũng hơi cực nha các bạn nha, cứng. Nói chung mà gắn được mà mình lười quá, muốn gắn vô cho các bạn xem mà nó hơi cứng, cũng mất thời gian á ha, cho nên thì thôi mình tạm thời mình review cho các bạn xem thôi. Đó. Gắn vô thì nó sẽ rất là đẹp. Mình giới thiệu cho bạn con fit luôn ha. Thì chúng ta sẽ có một con fit, chúng ta có các khớp cổ trên cổ dưới này. Em Deadpool này chắc chắn là chúng ta sẽ phải có một cái biên độ phải rất là cao. Bởi vì nếu không biên độ nó không cao á, thì chúng ta sẽ rất là khó tạo những cái dáng đẹp. Cho nên là con này chắc chắn là phải có biên độ cao rồi. Các bạn nhìn thấy không? Nhưng mà dù biên độ cao nhưng mà khớp rất là chắc chắn nha các bạn nha. Nghe cắt của bạn nhìn thấy không? Bạn nhìn thấy là cái phần cổ này nó làm theo kiểu này chứ không? Chúng ta cũng có khớp dưới thắt lưng ha, tại vì cái phần dây lịch nó che rồi, các bạn nhìn không thấy thôi. Xây cũng thoải mái, nhưng mà cũng xây vừa vừa thôi, tại vì cái phần ngang thì nó sẽ dài, còn phần hông thì nó sẽ ngắn, cho nên các bạn xây thì cái phần xoay đó nó sẽ bị kẹt lại tí xíu. Khớp chân rất là ok luôn này. Cứng chắc rất là. Các bạn nhìn thấy. Nói chung con này khớp ngon lành các bạn, cứng chắc. Và nhìn thấy những cái phần chi tiết ở trên con Deadpool này nhìn rất là đẹp ha. Đây là con Deadpool mà làm theo phim mà mình nhìn thấy, rất là một trong những con mà mình nhìn thấy đẹp đẹp ha. Mà rất đáng tiếc là không cho súng. Ở trên cái phần giáp các bạn nhìn thấy là có cho thêm một cái lỗ này, các bạn nhìn thấy không? Đó, cái lỗ này là để manipul làm gắn cái súng lên. Có vẻ như là Bandai cố ý làm các bạn, tại vì hãng chính làm có bản quyền và có những luật lệ này kia đàng hoàng, cho nên là họ không có dám làm súng vì như vậy là sẽ bị phạt, cho nên là họ làm một cái lỗ như thế này, rồi các hãng thứ ba hoặc là có thể làm thêm một cái bát súng riêng ở ngoài để bán lẻ theo. Khi đó chúng ta sẽ gắn cái phần súng ở trên đây. Như các bạn nhìn thấy là Manipmo cho chúng ta cái bao súng này, các bạn nhìn thấy không? Thì chúng ta sẽ gắn cái bao súng lên đây. Rồi chúng ta dắt cái súng lên đây. Rồi bây giờ mình sẽ đánh giá cái em Deadpool này cách nhanh gọn lẹ ha. Về phần khớp thì phải nói là rất là tuyệt vời, độ chi tiết cũng vậy luôn, màu sắc cũng rất là đẹp luôn. Em này mình cảm thấy là phải điểm rất là cao, nhưng đáng tiếc một điều là chúng ta bị vướng cái luật và chúng ta không được cho vũ khí, đó chính là những cây súng. Đó là rất là điều đáng tiếc ha các bạn ha. Nhưng rất là may mà Manipul đã làm cho thêm một cái head người và cho chúng ta một cặp súng.
Thì nếu mà được các bạn đã từng chơi ở những cái em thích khác á, thì các bạn có thể cầm những cây súng đó qua, ví dụ như của Binisher nè, hoặc là của Joker. Joker cũng có những cây súng rất là đẹp. Nói chung là những cây súng của dòng 112 á, thì mình nghĩ thì các bạn đem qua cho em Deadpool này mang vào được. Thực ra thì cũng không phải là điều gì nó quá phức tạp và quá khó khăn. Nếu chúng ta là một người chơi fit thì chắc chắn là chúng ta sẽ có dư những cây súng, đó là điều chắc chắn. Nhưng mà tính riêng về con fit không, nếu một cái nhân vật mà nó nổi tiếng về súng mà chúng ta lại không có thì rất là đáng tiếc. Và đương nhiên điều đó chúng mình sẽ phải trừ điểm cái phần không có súng ở em này. Dù luật hay không luật thì mình vẫn sẽ trừ điểm, bởi vì đó là nét đặc trưng của em Deadpool này mà không có thì rất là đáng tiếc ha các bạn ha. Cái điểm trừ thứ hai nữa đó chính là không cho thêm head mà cho cái phần mắt để thay. Rất là bực, rất là khó chịu ở vấn đề đó ha. Mình rất ghét thay những phụ kiện nhỏ, đặc biệt là nhỏ như thế này. Nó rất là dễ rớt mất, và khi mà thay để chúng ta chụp hình này kia nó sẽ rất là ức chế, rất là khó chịu các bạn. Đó là hai điều mà mình trừ ở cái Deadpool này, còn lại thì rất là ok nha. Đó, rồi vậy thôi. Em này nếu các bạn đánh giá được bao nhiêu điểm thì các bạn hãy comment ở phần phía dưới. Và cái phần tay nắm phía bên tay phải, nắm kiếm các bạn, làm hơi nhỏ, rất là khít. Nếu mà làm dùng sức nhiều quá, đôi khi chúng ta sẽ bị gãy những cái phụ kiện. Đó chính là kiếm hoặc là con dao. Đó là những điều mà mình thấy ở game fit này mà mình không thích. Đương nhiên thì dù không thích nhưng mà mình vẫn chấm cho em này một cái điểm khá các bạn. Tại vì cái việc mà không có súng là mình đã trừ điểm rất là nhiều rồi ha. Rồi, video mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nha. Nếu các bạn vẫn chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm nút đăng ký, bấm luôn cái chuông bên cạnh để nhận những cái thông báo mà mình sẽ up ra những cái video trong thời gian sắp tới nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye!